Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Tổ chức cơ sở đảng nào bị kỷ luật thì thay cán bộ cấp ủy đi. Quý vị thân mến, tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, quán triệt học tập, nghị quyết, Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa 13 đã tiếp tục với chuyên đề cuối cùng. Trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã truyền đạt nội dung nghị quyết 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Có nơi người đứng đầu áp đặt chủ quan, có nơi sợ trách nhiệm. Theo bà Mai, một số mặt làm được của tổ chức cơ sở đảng đã giúp xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao lòng tin của nhân dân. Bà cũng nhìn nhận tổ chức cơ sở đảng còn có nhiều hạn chế, trong đó chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, chậm đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Bà Mai cho biết, nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc cốt tử, nhưng chỗ này chỗ kia chưa thực hiện nghiêm. Vừa rồi, Bộ Chính trị đã xem xét sửa đổi quy định 105, tiếp tục nhận thức nguyên tắc tập trung dân chủ trong nhiều quy chế, quy trình, quy định của Đảng. Bà dẫn chứng trong quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng, chỗ nào tập trung, chỗ nào dân chủ, phần nào các tổ chức Đảng phải báo cáo Bộ Chính trị, phần nào báo cáo mà Ban Bí thư, cái gì thuộc thẩm quyền của tổ chức Đảng. Chưa kể trong bổ nhiệm cán bộ, bước nào là dân chủ, bước nào là tập trung cũng được làm rõ. Chỗ nào để dân chủ cho người ta có ý kiến, để chúng ta có được lá phiếu đúng đắn về uy tín cán bộ, nhưng chỗ nào cần tập trung, bà Mai nói thêm. Bà tiếp lời, vừa rồi chúng ta kỷ luật một số tổ chức đảng, cơ bản là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, dùng ý chí của người đứng đầu áp đặt chủ quan, không tôn trọng dân chủ. Ngược lại, có những người đứng đầu sợ trách nhiệm mà hai việc này đều không tốt cho đảng. Bà nhấn mạnh nguyên tắc tập trung dân chủ cần cụ thể hóa nhiều hơn. Bà Trương Thị Mai cũng cho biết rằng, chất lượng sinh hoạt tinh thần tự phê bình và phê bình, công tác đánh giá xếp loại còn hạn chế, chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân ở cơ sở. Bà Mai cho biết Đảng đã tăng cường quy định 11 để tiếp dân, đối thoại với cư dân từ cấp tỉnh đến cơ sở, nhưng chỗ này chỗ khác còn khó khăn với nhân dân. Khiếu kiện của dân chưa nhận được thái độ trách nhiệm, thậm chí còn thờ ơ. Mỗi tổ chức đảng bị kỷ luật thì lòng tin của dân giảm sút. Trưởng ban tổ chức Trung ương cũng thông tin về tình hình thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức cơ sở đảng. Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2016-2020, có 664 tổ chức cơ sở đảng bị thi hành kỷ luật, khiển trách 503, cảnh cáo 161, tăng 144 tổ chức so với nhiệm kỳ trước. Bà cho biết trung bình mỗi năm thi hành kỷ luật khoảng hơn 100 tổ chức, chiếm 0,2%. Tuy nói 0,2% là thấp trong hơn 50.000 tổ chức cơ sở đảng, nhưng không thể xem thường. Mỗi một nơi tổ chức cơ sở đảng bị kỷ luật, thì ở nơi đó lòng tin của người dân bị giảm sút. Sau này đề nghị ở đâu tổ chức cơ sở đảng bị kỷ luật thì phải thay cấp ủy đi. Nếu để như thế thì không giữ được lòng tin của nhân dân, vì bộ phận này nằm sát dân, không thể để cho một cán bộ bị kỷ luật cứ ngồi đó mãi, bà Mai nhấn mạnh. Đáng chú ý, trong năm 2021 là năm có dịch Covid-19, nhưng đảng kỷ luật 223 tổ chức cơ sở đảng. Sao trong dịch bệnh mà kỷ luật nhiều hơn so với bình thường, bà Mai đặt vấn đề. Đi sâu vào hạn chế của đội ngũ đảng viên, bà Trương Thị Mai cho rằng, nhận thức về đảng, động cơ phấn đấu vào đảng của không ít đảng viên chưa đúng, không trong sáng. Người vào đảng động cơ phải đúng đắn, nếu một người vào đảng với động cơ không trong sáng, thì có lẽ cả một đời họ đi theo đảng, họ sẽ như thế. Bước vào đảng động cơ, trong sáng, đúng đắn thì mình mới hy vọng cả cuộc đời của họ cũng sẽ trong sáng. Bà Mai nói và nhìn nhận đảng mong muốn một người bước chân vào đảng, đi với đảng suốt đời. Một người được đảng đề bạt làm cán bộ thì phải tiếp tục phát triển, không thể giữa chừng gãy cánh được. Tuy nhiên, bà cũng nhìn nhận điều đáng tiếc, đáng buồn là đã có một bộ phận giữa chừng gãy cánh, thậm chí là gãy cánh nặng. Bà dẫn chứng từ năm 2016 đến 2020, toàn đảng có 25.104 đảng viên suy thoái, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, bị xử lý kỷ luật, chiếm 0,5%. Từ đó, bà đề nghị cần quan tâm bồi dưỡng các em học sinh giỏi lớp 12. Nếu em nào tốt thì khẩn trương rèn luyện để đưa vào tổ chức đảng. Đừng để tới năm đại học thứ tư mới kết nạp thì số học sinh này sẽ buông lơi, không còn tinh thần phấn đấu. Tuy nhiên, bà cho rằng đảng mong muốn phát triển được nhiều đảng viên, nhưng không vì vậy mà không đưa ra khỏi đảng những người không đủ tư cách. Mình không nhân nhượng vì để những người không đủ tư cách trong đảng sẽ làm yếu đảng. Vì vậy, một mặt coi trọng chất lượng,
một mặt thường xuyên sàng lọc, rà soát đưa người không đủ năng lực ra khỏi đảng. Từ ăn cắp thương hiệu Lilama đến khai thác quặng chui. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 8 bị can về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Theo dõi vụ án sẽ thấy có một bàn tay đạo diễn dựng lên công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Lilama, công ty Lilama ở Lào Cai để thực hiện mục đích khai thác quặng chui. Công ty Lilama được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2009 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai trên diện tích 3,77 ha. Điều rất đáng quan tâm đó là phần diện tích đất 3,77 ha thuộc khai trường số 18 đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác tuyển quặng apatit giai đoạn 2008-2020 và có tính đến sau năm 2020. Tại sao diện tích đất đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch, thăm dò, khai thác, tuyển quặng apatit, nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vẫn cấp giấy chứng nhận đầu tư để công ty thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng? Có thể câu trả lời là đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai lại có văn bản cho phép công ty Lilama tận thu gom apatit, núp bóng dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng để khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit có giá trị hơn 610 tỷ đồng. Nếu như không có bàn tay quyền lực của các cá nhân là lãnh đạo tỉnh Lào Cai lúc đó, thì ai có thể làm được việc này? Và họ phù phép cho công ty Lilama ăn cắp quặng để làm gì ngoài việc chia nhau? Bị can Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Lilama, khai nhận có đưa tiền cho một số cá nhân là nguyên lãnh đạo cán bộ công tác tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, các sở ban ngành của tỉnh, cá nhân tại Thanh tra Chính phủ và những người liên quan. Vụ án này còn cho thấy một điều khác, đó là cố tình ăn cắp thương hiệu của doanh nghiệp lớn, phục vụ cho mục đích làm ăn gian dối. Nghe cái tên công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Lilama, không ít người bị nhầm, tưởng rằng công ty này có liên quan đến tổng công ty lắp máy Việt Nam Lilama. Nhưng trên thực tế, công ty Lilama ở Lào Cai chẳng liên quan gì đến tổng công ty lắp máy Việt Nam, công ty cổ phần Lilama. Lilama được thành lập từ năm 1960 là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, một thương hiệu lớn bị ăn cắp trắng trợn nhưng vẫn được cấp phép hoạt động. Cho nên từ ngày 10 tháng 9 2021, Lilama đã có thông báo số 946 TCT-PCTD để thông tin chính thức công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Lilama có trụ sở tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai không có liên quan với tổng công ty lắp máy Việt Nam Lilama về sở hữu vốn cũng như quan hệ thương mại, sản xuất kinh doanh. Nhưng cho dù Lilama đã thanh minh thì thanh danh cũng bị ảnh hưởng. Những người ký giấy cho công ty Lilama Lào Cai hoạt động có trách nhiệm gì về việc này? Gói tín dụng 20.000 tỷ đồng giải cứu công nhân khỏi bẫy tín dụng đen. Thưa quý vị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định hai công ty tài chính tiêu dùng thuộc HD Bank và VP Bank triển khai gói tín dụng 20.000 tỷ đồng cho công nhân lao động vay. Chương trình phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, theo đó mỗi ngân hàng triển khai gói 10.000 tỷ đồng với lãi suất bằng 50% lãi suất thị trường hiện nay để cho vay tất cả nhu cầu chính đáng của công nhân. Thời gian qua, người nghèo không tiếp cận được nguồn tín dụng chính thức, chủ yếu vay nặng lãi qua các kênh trên thị trường tự do. Nhiều người dính bẫy tín dụng đen trở thành con nợ bị khủng bố, bị đánh đập, thậm chí bị dọa giết. Có người vì quá cùng quẫn đã tìm đến cái chết cho hết nợ. Ông Nguyễn Thành Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính VP Bank, SMBC, FE Credit trao đổi với phóng viên Lao động. Trong bối cảnh tín dụng đen đang len lỏi vào các khu công nghiệp, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người lao động, FE Credit đã quyết định triển khai gói vay có giá trị 10.000 tỷ đồng với lãi suất bằng 50% lãi suất các công ty tài chính đang cho vay nhằm hỗ trợ cho công nhân tại các khu công nghiệp tiếp cận được nguồn tài chính chính thống để tránh vướng vào hệ lụy của vay tín dụng đen. Đây là mong mỏi của đa số công nhân, cho nên gói vay tín dụng 20.000 tỷ đồng với mức hỗ trợ lãi suất này là thông tin quá vui mừng đến với những người lao động nghèo. Tuy nhiên, có hai việc cần phải nêu ra để gói tín dụng hỗ trợ này phát huy được hiệu quả. Một là phải xây dựng quy định thủ tục vay nhanh gọn, dễ dàng. Nếu thủ tục rườm rà phải bắt chứng minh nhiều giấy tờ, chờ đợi lâu, người cần tiền gấp phải chạy đi vay nặng lãi, vậy thì mục đích hỗ trợ người nghèo không có tác dụng. Hai là phải cho vay đúng người để đảm bảo an toàn nguồn vốn. Người vay vốn phải đúng là người cần vốn chính đáng, đáp ứng nhu cầu thực sự của đời sống, sinh hoạt hoặc làm ăn. Nếu như người vay vốn để chơi cờ bạc, lô đề, ăn nhậu
thì sẽ không có khả năng trả vốn và lãi, chương trình hỗ trợ vốn sẽ thất bại. Hai việc trên đây rất khó bởi vì nhanh nhưng phải chính xác, an toàn, đúng đối tượng thì phải áp dụng công nghệ hiện đại, làm thủ công biết khi nào mới xong. Gói tín dụng 20.000 tỷ đồng thực hiện hiệu quả thì sẽ có nhiều gói khác tiếp tục được triển khai. Ngày càng nhiều công nhân lao động nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Các chương trình vốn vay ưu đãi phủ sóng đến dân nghèo là thể hiện việc chăm sóc người dân của chính phủ, đồng thời cũng là một giải pháp căn cơ trong việc dẹp trừ các tổ chức tội phạm hoạt động tín dụng đen. Chưa từng có, giá một loại dầu diesel đắt hơn cả xăng cao cấp nhất Việt Nam. Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại, giá dầu diesel 0,001SV có giá cao nhất trong các mặt hàng xăng dầu ở Việt Nam, đắt hơn cả loại xăng cao cấp nhất hiện nay là RON 95V. RON 95V là loại xăng đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 trở lên, giá bán 26.750 đồng một lít với vùng 1 và 27.280 đồng một lít với vùng 2 và được kinh doanh từ ngày 1 tháng 1, 2022. Như vậy, đây là lần đầu tiên chứng kiến giá dầu diesel 0,001S V có giá cao hơn cả loại xăng cao cấp nhất. Trước ngày 21 tháng 7, giá dầu diesel 0,001SV thường xuyên thấp hơn đáng kể với các loại xăng khác. Cụ thể, thấp hơn RON 95V gần 3.000 đồng mỗi lít, thấp hơn RON 953 khoảng 2.000 đồng một lít. Dầu diesel 0,001SV là dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu giới hạn ở mức không quá 10 ppm part per million phần triệu, đáp ứng tiêu chuẩn mức 5 của châu Âu. Loại dầu này được quảng cáo là giúp tăng độ bền và hiệu suất của động cơ, an toàn với người sử dụng và bảo vệ môi trường do hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu diesel ở mức thấp. Ngoài ra, giá loại dầu diesel phổ biến trên thị trường hiện nay là diesel 0,05S2 cũng không thấp hơn nhiều so với xăng RON 953 và xăng E5. Giá dầu diesel 0,05S2 hiện chỉ thấp hơn xăng E5 là 220 đồng một lít, thấp hơn xăng RON 95 là 1.220 đồng mỗi lít. Đây cũng là điều hiếm thấy vì giá dầu diesel 0,05S2 trước đây thường có giá thấp hơn đáng kể so với xăng E5, từ 1.200 đến 4.000 đồng một lít xăng, và xăng RON 953 có thời điểm thấp hơn 5.000 đồng mỗi lít. Nhiều người khi mua ô tô cũng thường có tâm lý chọn loại xe dầu vì tiết kiệm hơn so với xe chạy xăng, mong mỏi giảm thêm thuế. Cùng với sự phấn khởi vì giá xăng giảm, tâm lý các doanh nghiệp vẫn còn nhiều nỗi lo. Giám đốc hãng xe Sao Việt Đỗ Văn Bằng trăn trở, dù lần này đã được điều chỉnh nhưng không có cơ sở nào cho thấy giá xăng dầu trong nước sẽ ổn định hay không tăng trở lại trong kỳ điều hành tới. Nửa tháng là khoảng thời gian quá ngắn để doanh nghiệp kịp tính toán, cân đối chi phí hoạt động, dù đã giảm giá xăng hiện nay vẫn không phải là thấp, chi phí cấu thành hoạt động không giảm. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải vì vậy mà vẫn chưa có điều kiện tái hồi phục, ông Đỗ Văn Bằng cho biết. Đáng nói, nhiều doanh nghiệp vận tải cho rằng giá xăng dầu giảm trong kỳ điều chỉnh này, một phần theo diễn biến của giá xăng dầu thế giới, đồng thời với chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường, chứ chưa hẳn đã được bình ổn. Mặt khác, thời hạn áp dụng chính sách đã đến năm 2022 là quá ít so với những ảnh hưởng của các doanh nghiệp đã phải gánh chịu. Đưa ra quan điểm về tác động của giá xăng giảm, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ, việc giảm giá xăng dầu là tốt nhưng quan trọng hơn cả là các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát và quản lý chặt hơn về mặt bằng giá tiêu dùng nói chung. Bộ Tài chính cũng cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo tiếp tục theo dõi diễn biến giá xăng dầu thế giới, đề xuất phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT với xăng dầu cho phù hợp để trình Quốc hội tại phiên họp tháng 10 hoặc tại kỳ họp bất thường của Quốc hội dưới hình thức nghị quyết của Quốc hội.